Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được các bạn là hai con cái xin chữa các bạn. Hai con cái xin chữa, đỏ ao hết các bạn thấy không? Con đầu tiên nè, cao 1m27 bò các bạn. Cao 1m27 bò, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt, sẽ lưng nè, nghiêm chỉnh nè. Con này chữa 4 tháng nha các bạn, 4 tháng nha, chữa bò xin 4 tháng. Cao 1m27 bò, rúng yếm nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết. Đó. Tâm chữa lứa nhì 4 tháng, chữa bò xin. Chân móng đồ hoàn thiện hết, không lan giá các bạn. Rúng nè, rúng dài, yếm dày các bạn. Sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết. Chân móng sò nè. Cao 1m27 bò, đo ngay xe lưng. Giá là 26.500.000 các bạn. 26.500.000. Đó, xe mặt xe lưng này nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá là 26.500.000 các bạn. Cao 1m27 bò, tôm chữ lưới nhì, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, qua đèn hôi. Đóng cái cây đuôi chà bá các bạn. Bò ở đồng các bạn, ăn uống đồ rất giỏi nha. Giá là 26.500.000 các bạn, 26.500.000. Chân móng đi hoàn thiện hết. Sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, bốn vú đều nè. Bò đỏ ao và không lan giá chỗ nào hết các bạn. Quyền bò hết, lông đuôi một chùm. Giá là 26.500.000 các bạn. Chữa 4 tháng chữa bò xin nha. Chữa 4 tháng chữa bò xin 4 tháng các bạn. Cao 1m27 bò. Cao 1m27 bò, tôm chữa lưới nhì. Giá là 26.500.000 các bạn, 26.500.000. Yếm nè các bạn không? Vậy cứu các bạn. Rúng bốn vú đều, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Tôm chữa lưới nhì 4 tháng, chữa bò xin, giá 26.500.000 các bạn, cao 1m27 bò. Đây con tiếp theo. Con tiếp theo, con này ôm chữa lưới nhì luôn các bạn, cao 1m27 bò luôn. Rúng chiền qua đen. Rúng chiền qua đen, con này chữa 5 tháng các bạn, chữa bò xin nha. Cao 1m27 bò rồi, ngay xin lưng thấy cái rúng thấy tê rồi các bạn, rúng chiền nè, yếm dày nè. Cao 1m27 bò, ôm chữa lưới nhì, giá 26 triệu các bạn. Giá 26 triệu. Bò này là bao chữa, bao khám, bao lòi luôn các bạn, nên em cứ yên tâm nha các bạn. Đó. Kênh tụi em là bao chữa, bao khám, bao lòi luôn các bạn. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Xe mặt, xe lưng là nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng nè, chân móng đều hoàn thiện hết, qua đen. Đó, lông đuôi một chùm, chân móng là móng sò. Ôm chữa lưới nhì, cao 1m27 bò. Giá 26 triệu bạn. Chữa 5 tháng các bạn. Chữa 5 tháng, chữa bò xin 5 tháng nha. Ở vàng rúng nè, bốn vú đều nè. Không lan giá chỗ nào hết các bạn. Giá 26 triệu các bạn, 26 triệu. Đó, móng sò hẳn băng hết các bạn. Đó, bò đỏ ao các bạn ơi, ăn uống nó rất giỏi nha. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cái xin ông chủ thứ nhì cả mấy tháng 7 bò các bạn. Xe lưng xe mặt là chính xái hết các bạn, không lan giá. Đó, cày đuôi chà bá luôn các bạn không. Qua thì đen. Qua thì đen, lông đuôi một chùm. Chữa 5 tháng bò xin. Bao chữa, bao khám, bao lòi luôn các bạn. Giá 26 triệu con cái xin xin này các bạn. Tôm chữa lưới nhì giá 26 triệu các bạn. Rúng không lan giá chỗ nào các bạn. Rúng dài nè, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Giá 26 triệu các bạn, 26 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cái xin này trước mặt các bạn. Chữa 5 tháng bò xin, tôm chữa lưới nhì, cao 1m27 bò. Giá 26 triệu. Còn lại cũng cao 1m27 bò luôn các bạn. Tôm chữa lưới nhì luôn, chữa 4 tháng bò xin. Giá 26.500.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.